chiều bên sông thấp thoáng ai đưa con đò, tiếng đàn bầu nao lòng người xa cô hương. Nhà bên sông có một người lặng lẽ, mắt nhìn theo bóng người cuối chân đê. Phận hồng nhan có mấy ai an lành, cuối dòng đời xuôi ngược cùng hư không. Giữa dòng trôi biết đâu bên trong bên đục, tiếng hò nghe nghẹn lòng bến sông xưa. Em mời chị ngồi. Tôi tới để hỏi chuyện gì về ông Thời. Dạ, em với ổng không còn quan hệ chi hết. Hồi sáng tôi thấy hai người ngoài cổng. Ổng tới tìm gì để chi vậy? Em không biết, mà em cũng không muốn gặp lại ông ta nữa. Em không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn một lần nữa chị à. Cái đó tôi nhìn thấy, tôi cũng tin là hai người không có chuyện gì. Nhưng có việc quan trọng tôi muốn hỏi gì. Chuyện chi vậy chị cả? Chuyện của ông Thời thì tôi nghĩ không ai biết rõ hơn gì. Tôi chỉ muốn biết thân thế của ổng thôi. Dạ, thưa gia cảnh cô ấy là như vậy. Thân tôi lo chưa xong, cho nên không thể nào đèo bồng thêm cậu được. Gia đình mới này sẽ chăm sóc cậu tốt hơn nghe. Chú Thời ơi, chú có ở nhà không? Ơi chú ơi thời. Chú Thời. Rồi rồi, chú có ở nhà tôi đã liền. Ủa sao đêm hôm mà cậu tới đây cậu tìm tôi vậy cậu? Đem một bình rượu ngon tới uống trà với chú cho nó vui. Tôi buồn quá. Uống với tôi đi chú. Dạ dạ. Ừ, dạ mời chú. Cậu chú ơi, tôi mệt mỏi quá rồi. Mình nghèo quen rồi, bây giờ sống chung với một gia đình giàu có như vậy thiệt là khó quá chú. Tôi khó chịu dữ lắm luôn á. Bây giờ tôi khó chịu người đó mà tôi cũng không dám nói là tôi khó chịu. Tôi ghét người đó đi chăng nữa tôi cũng không dám nói là tôi ghét. Sao mà sống với người giàu khổ dữ vậy chú? Thôi đi cậu ơi, chắc cũng không đến nỗi như vậy đâu. Cậu à, ở đời mà nhập gia thì phải tùy tục. Mình ở ngoài sống tự do quen rồi, không có cần phải nề nếp trật tự gì hết. Bây giờ về cái gia đình đó ở á, cậu phải sống trong một cái khuôn phép nhất định, cho nên cậu thấy khó khăn vậy thôi. Chứ cậu sống thời gian đi rồi cậu quen à. Quen cái gì được mà quen chú. Mỗi ngày nè, tôi phải căng đầu óc của tôi ra. Tôi coi hôm nay tôi có làm ai mít lòng, có ai buồn gì tôi không. Bây giờ chú còn kêu tôi ráng chịu thêm một thời gian nữa, chắc tôi điên luôn đó chú. Kìa cậu, tôi nghĩ chắc là cậu mới về, cho nên là cậu chưa có hiểu tính cách những người ở trong gia đình đó. Chứ tôi nghe nói là họ sống ăn ở cũng tốt lắm mà. Theo tôi thì họ không có xấu như cậu nghĩ đâu. Chú chỉ an ủi bằng cái miệng thôi. Còn tôi nè, tôi mới là người trong cuộc nè. Tôi sống trong cái nhà đó, tôi nói thiệt với chú, tôi quải, tôi ngột ngạt, tôi sắp điên lên rồi. Tôi sắp hết chịu nổi rồi. Thôi bình tĩnh đi cậu ơi. Ông trời ông ở trên cao vậy mà ông có mắt đó. Ông nhìn thấy ở dưới này mình làm cái gì hết trơn hết trỗi á. Cậu cứ yên tâm đi, cuộc sống có nhân có quả hết. Cái quan trọng là mình sống đúng lương tâm của mình là được rồi. Kìa cậu. Cậu ơi. Cậu. Người giàu thì sao chứ, giống như vậy mà cũng gọi là sống sao. Cậu ơi. Người giàu. Tỉnh lại đi cậu. Người giàu thì sao chứ.
Ông ta không có người thân nào ở Cù Lao này. Vậy thì lão nói láo mình. Vậy đứa nhỏ là con ai? Tại sao lại bị thả trôi sông? Mình phải điều tra cho rõ chuyện này mới được. Ngoan nghe, ngoan đi, tao thương nè. Ngoan nghe, ngoan nghe. Trời đất ơi, cái gì vậy? Dạ. Trời ơi, ông kiếm đâu ra đứa nhỏ này vậy? Tôi lụm ở ngoài bờ sông á. Lụm? Nhưng mà tôi không biết ba má nó là ai nữa. Trời ơi, tội nghiệp không? Đưa tôi bồng cho. Trời ơi, tôi đâu có biết bồng là cái gì đâu. Trời ơi, tội nghiệp quá. Giờ làm sao? Bây giờ làm vậy? Anh để nó bên nhà tôi đi, tôi chăm sóc nó cho. Rồi chừng nào cha mẹ nó lại đây nhìn thì mình giao cho người ta. Anh mắc đi mận vậy làm sao chăm sóc nó được? Cảm ơn chị nhiều. Có gì tôi chạy qua chạy lại phụ chị chăm sóc nó nghe. Trời chứ ơi, thiệt tình tôi bồng nó tôi không biết nữa. Tôi rối lắm chị ơi. Không có sao đâu, tôi ở có một mình anh thấy không? Dạ. Không chừng có nó rồi mình vui hơn á. Nhưng mà có điều vậy, anh có nghĩ là con của ai không? Tôi không biết nữa, nhưng có chuyện này lạ lắm. Sao? Là lúc tôi lụm nó ở ngoài bờ sông á, thì là lúc đó là ở nhà ông hội đồng mất đứa cháu. Mất đứa cháu? Đúng rồi, nhìn thằng nhỏ mặt cũng sáng sủa, không có giống con nhà nghèo khổ nha. Thì tôi cũng nghĩ như vậy á. Trời ơi, đó, cũng vì cái chuyện mất đứa nhỏ đó mà con lụa tôi nó mất ăn mất ngủ. Nó bị người ta nghi là nó hại chết đứa nhỏ đó chứ. Thì đó, sau đó tôi lụm đứa nhỏ này ở ngoài bờ sông nè. Tôi cũng nghi lắm nghe. Quần áo của đứa nhỏ này mặc là quần áo của con nhà khá giả. Mà chị biết rồi, xứ này nhà khá giả được có mấy nhà. Đúng rồi. Trời ơi, tức quá. Nếu mà có con lụa ở đây ha. Đó thì... phải có con lụa ở đây á nha. Con lụa tôi nó nhìn nó biết phải con thằng Xanh đúng không rồi. À đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, phải không con? Đó, Xanh vô nhà giàu vậy đó, có sung sướng gì đâu. Thấy không? Con người ta đố kỵ, rồi người ta ganh ghét đó, rồi người ta tranh giành. Rồi cái người ta đem đứa nhỏ như con vậy nè để xử. Khổ quá chừng. Ngoan ngoan nha con nghe. Thương. Thôi đi vô nhà anh ơi. Dạ. Trời mưa đó chị ơi. Lúa này một lát nữa tôi bưng phụ chị rồi, vô rồi, nha. Ẩm vô để mưa. Má ơi, con đi nha má. Con à. Má có sắp giải biếu chị xui may đồ, con mang về giùm má nghe. Con cảm ơn má. Thiệt tình là má tốt với gia đình con quá à. Chắc là má con thích lắm á. Đúng là chuột sa hũ nếp mà. Có con gái làm dâu nhà giàu thì mẹ đẻ ở nhà cũng được hưởng phúc lây luôn. Má Tư à, mai mốt tôi mà sanh con, chắc tôi ráng phải kiếm đứa con gái đặng hưởng phúc của nó quá. Chỉ là một ít quà giặt thôi mà, dì Tư cũng phải so đo như vậy sao? Ủa chị hai, em thấy sao thì em nói vậy thôi mà. Em có so đo gì đâu chị hai. Không sao đâu con. Thôi con đi liền đi. Con thưa má con đi.
Bà Tư. Trời đất ơi. Nè. Có chuyện gì mà cậu tới đây vậy? Hả? Thì tôi tới tìm bà Tư. Bộ cậu điên hay sao? Bà tới đây tìm tôi. Chứ bây giờ việc gấp quá, nhắn tới nhắn lui lỡ mất chuyện rồi sao? Mà có chuyện gì gấp dữ vậy? À không có gì. Định mượn bà Tư ít tiền để mừng chuyện làm ăn. Trời đất ơi. Hả? Tiền ở đâu mà cho vay? Bà Tư có ông hội đồng mà nói là không có tiền. Vậy ai có tiền? Thôi mà bà Tư, giúp giùm tôi đi nha. Thôi được rồi, cậu đi về đi. Rồi tôi sẽ cho người mang tiền tới. Bà nhớ nghe chưa? Lần sau á, đừng có mà tới đây nữa. Biết chưa? Rồi, gấp quá thì phải tìm bà Tư vậy thôi. Thôi, cảm ơn bà Tư trước nha. Vậy giúp tôi nha. Đi lẹ đi. Chị cả. Ai vậy dì Tư? Cái người, người ta đi đường ngang đây, người ta hỏi đường tôi, hỏi đường xá đây mà. Thôi tôi vô nhà trước rồi chị cả. Nè, tôi gửi tiền. Dạ cảm ơn bà. Chào cha. Tôi có chuyện muốn nhờ cha. Ba. Ba uống nước trà đi ba. Mày có biết ai giỏi việc điều tra lai lịch của người khác không? Dạ để con suy nghĩ coi. Mày ráng nhớ coi. Dạ có. Nhưng mà bà tìm người ta để làm gì? Vậy thì được rồi. Mày dắt bà tới chỗ người đó đi. Đi đi. Đi. Mày dắt bà đi. Muội. Tại sao mày còn chưa đi? Hả? Dạ đi. Uống miếng nước đi anh. Dạ cảm ơn chị. Má ơi con về rồi nè. Ủa chú mới qua chơi hả? Trời đất ơi, phải chi nhắc tiền nhắc bạc đỡ biết mấy ha. Mới nhắc bay là bay có mặt liền. Trời ơi con. Dạ. Sao khi không về vậy? Thì con nhớ má chứ gì nữa. Má với chú bộ nói xấu con sao vậy? Con đi trên đường về đây là con thấy hai cái lỗ tai con nó lùng bùng rồi đó nghe. Trời ơi, lo cho bay không hết à, tổ cha bay. Ủa má, ở đâu ra có đứa nhỏ này vậy? Chú Thời con á, lụm thằng nhỏ này ngoài sông đó. Chú lụm ở ngoài sông? Bây giờ mặt mũi nó coi, con có biết con cái nhà ai dùng này không? Dạ. Coi đi con. Má ơi, má ơi, má. Cái gì? Là thằng Thịnh, là bé Thịnh đó má. Cái gì? Thiệt hả? Má ơi nói nè. Trời đất ơi. Chú ơi, tại sao nó lại ở đây vậy? Thì chú lụm nó ở ngoài bờ sông đó. Lụm nó ngoài bờ sông? Sao con? Ý chú là con người đem nó quăng ở ngoài bờ sông hả? Đúng rồi.
Sao mà tội nghiệp thằng nhỏ dữ vậy nè? Chú thấy là có người muốn giết thằng bé Thịnh này, cho nên mới đem bỏ nó ngoài bờ sông. Nhưng mà theo con á, là ai dám làm cái chuyện này vậy? Con cũng không biết nữa chú. Theo chú thì đứa nhỏ này không phải là do người ngoài bắt cóc đâu. Có nghĩa là chú nói người ở trong nhà? Đúng. Ở trong nhà con hiện bây giờ có ai tỏ ra ghen ghét ganh tị gì mà muốn hãm hại con không? Có không con? Có không? Má. Có, có. Có. Bây giờ ở trong nhà, má Tư với lại em ba lúc nào cũng khắc khẩu với con. Nhưng mà con không tin đâu. Chỉ khắc khẩu thôi, làm sao mà lại dám làm mấy cái chuyện tày đình này? Nếu mà làm như vậy thì đáng sợ lắm. Lòng người thì khó đoán mà. Dạo này ở trong nhà con thấy xảy ra nhiều chuyện bất hòa lắm. Tất cả mọi chuyện đều do má Tư và anh Bình gây ra. Nhưng mà hai người đó cũng chỉ gây bất hòa nhỏ nhỏ trong nhà thôi. Làm sao mà lại mất nhân tính đến nỗi mà đem bé Thịnh đi quăng như vậy? Bởi vậy theo chú là bây giờ con với chú là nên giấu nhẹm cái chuyện thằng bé Thịnh này đi. Đừng có cho ai biết hết. Trong thời gian này chú với con phải tìm hiểu coi hung thủ thật sự là ai. Bây giờ mà mang thằng bé Thịnh về nhà chưa chắc là an toàn đâu. Có khi là mang quả đó đó. Đúng rồi đó con. Dừng lại, dừng lại. Dạ con đỡ bà xuống xe. Là cậu này hả? Dạ ông Năm. Đây là bà cả nhà tôi. Chào bà. Ừ, chào cậu. Còn đây là ông Năm Hổ, người chuyên làm việc mà bà cần đó. Ờ, bà dạ. Biết rồi. Đây là số tiền tôi ứng trước. Xong việc tôi sẽ trả đủ. Bà muốn điều tra như thế nào? Tên tuổi, lai lịch, nghề nghiệp trước đây và những mối quan hệ gần đây nhất. Được rồi, tôi sẽ cho bà biết tin tức sớm nhất. Chào bà. Má con có khỏe không con? À, dạ con cảm ơn má cả. Má con cũng mạnh giỏi lắm. Ừ. Mình có nên nói với má cả về chuyện của thằng Thịnh không ta? Bộ con có chuyện gì hả con? À, dạ dạ không có gì hết đó má. Ừ. À, con xin phép má con vào trong. Ừ. Nè chú em, chú em biết đây là địa bàn của ai không? Có gì không? Đây địa bàn gì? Đây là chợ, ai muốn làm gì thì người ta làm. Mày muốn làm ăn ở đây phải nộp tiền phí chợ, không thì biết. Biết mày. Đó giờ thằng này chưa biết nộp phí cho thằng nào con nào hết á. Được. Vậy là mày tự chuốc họa vào thân nghe chưa? Đánh! Mày! 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 Hổn hả mày?
Buông ra, buông nó ra, buông ra. Mày biết tao lại chưa? Em xin lỗi, em biết rồi đại ca. Vậy là giỏi, nhưng tao chưa biết mày là ai. Nói mau. Em tên là Lợi. Em người xứ khác, mới ra tù, nên không biết là có anh ở đây. Vậy là mày biết điều đó. Muốn làm ăn thì phải biết điều. Nộp phí, nghe chưa? Dạ. Đi. Dạ. Anh ơi, anh có sao không? Mẹ à, sao tự nhiên đá em vậy? Chạy đi mà con ơi. Chị cả. Em hai đó hả? Dạ. Ngồi đi em. Uống nước đi em. Dạ. Chị cả nè. Ừ? Hôm bữa chị hỏi về thân thế ông Thời đó. Chuyện đó sao rồi chị? Cái chuyện đó cũng chưa có kết quả chính xác nữa em à. Dạ con chào bà hai. Em à. Dạ. Chị có chút chuyện phải đi bây giờ. Dạ. Ừ. Vậy thôi chị đi đi. Em cũng về phòng đây. Ừ. Để con vô lấy khăn cho bà. Ừ. Đó là lai lịch của nó đó. Hả? Nói vậy nó chỉ là tên lưu manh vào tù ra khám thôi hả? Vậy thì vì mục đích gì? Hả? Bà nói sao? À không, không có chuyện gì hết. Đây là phần còn lại của cậu. Cảm ơn. Chào bà. Vì mục đích gì mà cô ta quan hệ với cả tên lưu manh? Sao? Tài sản hả? À, muội đi về. Dạ. Con đi về sao bà? Xe. Bà ơi, bà chờ xe bà. Dạ, em chào chị cả. Hình như là dạo này em không có thấy cái ông kéo xe tới đây nữa hả chị cả? Phải rồi. Trong nhà này đâu có ai cần đi đâu, thì cần gì gọi xe kéo. Chỉ cần gọi bọn lưu manh tới sai việc là xong mà. Chị cả nói vậy ý gì vậy? Thì tôi có nói mờ ám gì đâu mà dì không hiểu chứ. Tôi đang cố gắng làm một cái điều gì đó để bảo vệ thanh danh lẫn tài sản của cái gia đình này. Chị đó, chị đừng có gấp lửa mà bỏ tay người như vậy. Rót nước cho bà đi con. Cậu à, có phải cậu buôn bán ở chợ này không?
Tôi không buôn bán nhưng mà tôi cũng hay ra vô chợ này mà, có gì không bà? Tôi đang cần một người phụ giúp công việc nhà, siêng năng lanh lợi mà cũng lớn lên ở chợ này nè, mà chủ yếu là phải biết tính toán mua bán. Bà đang cần người bận việc hả? Tôi đang cần một người bận việc cho con trai của tôi. Cậu biết cậu cả con hội đồng Thanh đúng không? Đó, tôi đang cần một người biết tính toán làm ăn để giúp cho nó. Tại vì nó mới ra làm ăn chưa có quen, sợ bị người ta ăn hiếp. À nè cậu nè, cậu làm việc ở chợ này á, cậu có biết ai vậy không? Cậu giới thiệu cho tôi một người đi. Thôi để cho tôi thời gian đi, rồi tôi sẽ tìm người. Có gì tôi cho bà hay. Vậy tôi chờ tin cậu nha. À Mũi à, mình đi con. Bà uống nước. Bà, sao bà kêu cái gã ngoài chợ về làm cho nhà mình chi vậy? Con thấy lai lịch của gã không tốt chút nào. Tại vì sau này sẽ giúp cho chúng ta được nhiều việc đó con à. Nhưng mà không phải là bà nói bà Tư với hắn có qua lại với nhau sao? Nếu như mà hai người đó có qua lại với nhau thì mình kêu hắn về làm cho nhà mình không khác gì bà Tư có thêm dây cánh. Nếu mà chúng nó ở chung một nhà đó thì mọi động tĩnh của chúng nó dễ dàng bị ta nắm bắt được, đúng không con? Có nghĩa là khi mà họ có âm mưu gì á thì mình sẽ nắm được bằng chứng và mình sẽ vạch trần họ, có đúng không bà? Bà thiệt là cao tay quá. Đại ca, đại ca suy nghĩ gì mà nhìn căng thẳng quá vậy đại ca? Tao đang nghĩ về lời đề nghị của bà cả nhà ông hội đồng. Cái lời đề nghị gì mà bà cả kêu đại ca làm trợ lý gì đó hả? Đại ca, em nghĩ đại ca nên nhận lời của bà đi. Mày, đại ca mình trước giờ có bao giờ làm trợ lý đâu mà mày kêu đại ca mình đi làm. Ngu thấy sợ luôn vậy đó. Nè, tao nói cho mày nghe, cái quản lý với trợ lý nó cũng giống nhau mà. Đúng rồi, giống mà. Tao thấy không chừng trợ lý còn dễ hơn quản lý nữa đó. Mày ngu quá. Nhưng mà đại ca mình trước giờ có đi làm quản lý đâu. Đã nói mày ngu mày không chịu, mày cãi, ham cãi lắm. Trước giờ ai quản lý hai mình? Thì là đại ca đó. Sao phải đại ca làm quản lý không? Phải không? Nhưng mà đại ca quản lý mình khác, còn qua nhà ông hội đồng là quản lý khác, mày hiểu không? Thì mày cứ nghĩ vậy đi, mày cũng giống như lúa gạo vậy đó. Thì đại ca qua đó đại ca quản lý lúa, còn đây đại ca quản lý hai mình đó, vậy thôi. Riết rồi giống như cỏ lúa bằng nhau vậy hả? Nghĩ vậy cũng được. Tụi bay đừng có nói vậy. Sao đại ca? Em nói đúng mà đại ca. Không có đơn giản như tụi bay nghĩ đâu. Trời, em thấy cũng đơn giản mà. Đại ca qua bển ha, đại ca được hưởng vinh hoa phú quý nè. Rồi còn gặp cô Mai nữa. Rồi cho hai em hưởng ké nữa.
Vậy không phải là dẹn cả ba đường luôn hả? Đại ca thấy đúng không? Đúng rồi đó đại ca, tụi em còn được hưởng ké nữa. Bây giờ không có thể nào mà manh động được. Tao mà vô nhà đó chẳng khác nào là chui vô hang cọp. Sơ sẩy một cái, mất cả chì lẫn chài. Lời đề nghị của tôi hôm rồi cậu đã thông chưa? Tôi không có thời gian để chờ đợi đâu. Nếu cậu không ưng á thì tôi đi tìm người khác. Đã, khoan đã. Có chuyện gì mà bà kêu mọi người ra đây vậy? Tôi biết ông lo lắng chuyện mặn ăn của thằng Bình, cho nên tôi đã chọn cho nó một người trợ lý. Ai vậy? Vô đi cậu. Dạ thưa ông. Cậu Lợi đây sẽ là trợ lý cho thằng Bình. Tôi nghe cậu Lợi là người đồng hương với dì, cho nên sau này có thể trở thành bạn. Cậu đã từng làm ở những nơi nào rồi? Dì hỏi vậy là dì không tin tưởng tôi chọn người hay sao? Em nào có ý đó gì cả. Chẳng qua là em muốn cho công việc của cậu Bình sau này thuận lợi, cho nên em mới hỏi vậy thôi. Nói thì ai nói cũng được hết, nhưng mà có thực hành thì mới biết. Nếu muốn biết cậu ta có năng lực hay không thì cứ cho thử việc một thời gian rồi sẽ rõ thôi mà. Con nghĩ là nếu có trợ lý, công việc của con sẽ tốt hơn. Được rồi, trước mắt là cậu làm trợ lý cho thằng Bình. Dạ, con cảm ơn cậu. Để tiện cho công việc và để hiểu rõ tính nhau hơn thì cậu cứ ở lại nhà này. Cứ làm theo lời của bà cả đi. Dạ, con cảm ơn ông bà. Phía trước này á là phòng của bà cả và phòng của bà hai, cho nên là khi mà không có được kêu á thì không được đến đó. Dạ. Dạ, mời cậu đi tiếp. Dạ. Chào mợ. Dạ. Đánh hơi được điều gì sao? Hay đây chỉ là sự trùng hợp? Bà ta đúng là không phải tay vừa. Chắc là bà ta biết gì đó về mối quan hệ của mình với thằng Lợi. Nhưng mà thằng Lợi, nó đâu có phải là một người học cao hay là có kinh nghiệm gì trong chuyện mần ăn. Tại sao bà ta lại đưa nó làm trợ lý cho thằng Bình? Đúng là bà ta đã biết một chuyện gì đó rồi. Má Tư, má Tư, má Tư có thấy là má cả đưa anh Lợi về đây là khá trùng hợp không?
Con sợ có khi nào má cả biết gì không má Tư? Cũng chưa chắc. Có thể là bà ta chỉ nghi ngờ thôi. Nếu như bà ta biết được chuyện gì, liệu bà ta có để yên không? Từ giờ trở đi, con nên cẩn thận trong mọi việc, nhớ chưa? Dạ. Tạm thời chúng ta hãy giữ bí mật về chuyện của bé Thịnh trước. Mình có nên nói cho hai má biết chuyện bé Thịnh không ta? Nếu mà mình không nói ra thì làm sao mà má biết để mà giúp mình kiếm điều tra thủ phạm bắt cóc bé Thịnh? Khó nghĩ thiệt á. Mà nếu không nói thì tôi muốn gặp cậu. Chắc là cậu hài lòng với vị trí của mình hiện nay lắm ha. Sở dĩ tôi vào căn nhà đó cũng vì bà mà. Chứ không phải cậu muốn chơi tôi hả? À, cái đó bà nghĩ nha. Chứ bà đừng có nóng giận quá mà nói tôi như vậy. Bà thử nghĩ đi, tôi vào cái nhà đó để giúp đỡ bà sẽ thuận lợi trong công việc. Bên cạnh đó bà bỏ đi được cái gai trong mắt nữa. Bây giờ tôi với bà phải hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như mà công việc và mọi thứ phát triển thuận lợi theo như kế hoạch của bà, cái đó phải tốt hơn sao? Nếu được vậy thì tốt. Thôi. Cái gì? Từ từ, rủ người ta thấy sao? Trời, ai đâu mà thấy. Chẳng lẽ em không muốn chết chung với anh hả? Cái miệng anh nó bậy nữa bà. Ăn mắm ăn muối không à? Đó 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 đó, thấy chưa? Tôi biết ngay mà. Rõ ràng là đâu có yêu thương tôi thật lòng đâu. Hay quá ha. Không yêu thương anh á thì người ta đâu có lén lút như vậy. Nè, thử lọc cưng thôi, chứ anh biết mà. Khoan đã. Cái gì? Anh trả lời câu hỏi của em đã. Câu gì nữa? Nè, sao anh đồng ý làm trợ lý cho cậu cả vậy? Anh thừa biết á, là cậu cả ham chơi, có làm ăn được cái gì đâu. Đi theo cậu cả làm gì có tương lai chứ. Bởi vậy mới nói em không chịu suy nghĩ gì hết. Có chuyện đó mà nghĩ cũng không ra là sao vậy trời. Bây giờ em thử nghĩ đi. Cậu cả mà không có gì hết thì làm sao mà tự nhiên anh ngu hay sao mà anh đâm đầu vô rồi anh đi mận? Vậy ý anh là sao? Em không hiểu. Nè, ở đây là vì tương lai của tụi mình, hiểu không? Tương lai của tụi mình? Ừ, anh về đây chủ yếu là để được gần em nè ha, để được gần gũi với em, rồi giúp em chiếm đoạt cái gia tài này. Chiếm đoạt cái gì mà chiếm đoạt? Con mình mất rồi, mượn chi nữa mà chiếm đoạt? Bởi vậy người ta nói đàn bà không qua ngọn cỏ. Con vậy mà em cũng không chịu suy nghĩ nữa. Bây giờ cậu cả chỉ cần chiếm được lòng tin của ông hội đồng thôi thì cái gia tài đó sẽ thuộc về cậu cả. Còn riêng bản thân anh muốn lật tẩy cậu cả, đó là chuyện rất là dễ đối với anh. Giống như là lật bàn tay vậy nè. Anh, bộ anh tính lợi dụng cậu cả luôn hả? Chứ gì nữa. Anh, vậy bây giờ
anh cứ lo chuyện của cậu cả đi. Còn em sẽ tìm cách xử lý con lụa, báo thù cho con của mình. Lòng người xa cố hương, nhà bên sông có một người lặng lẽ mắt nhìn theo bóng người cuối chân đêm. Phận hồng nhân có mấy ai an lành, cuối dòng đời xuôi ngược cùng hứa không. Giữa dòng trôi biết đâu bên trong bên đục, tiếng hò nghe nghẹn lòng bên sông xưa. Hò ơi câu hò ngày xưa, sao không mang theo những nụ cười ấm lòng người xưa quê. Hò ơi mấy nhịp cầu tre, tiếng niềm điểm kêu con nước lớn nước sông như lòng người đổi thay. Đêm nghe câu ru hơi sao nghe lòng vẫn đầu với hiểm nguy. Dạ đi, đã đến lúc mày xuống mau rồi. Đối mặt với tử thần. Tên hung thủ chính thắng. Bản lĩnh kiên cường ấy đã khuất phục bản năng nguy hiểm. Tội phạm giết người đều có mặt khuôn mặt rất là ác và có ác cảm với người xung quanh. Chết đi. Với Gió Thành Tâm, Lê Bê La, Hòa Hiệp. Đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bản Năng Nguy Hiểm 19 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.